Tiếp theo là câu 38. Cái câu này thì đầu tiên là mình phải tính được cái diện tích của cái phần tô đậm này. Diện tích cái phần tô đậm này phải không? Diện tích cái phần tô đậm này thì nó tính giá, đơn giá của nó là 500 đồng, 500 ngàn đồng một mét vuông. Nhưng mà cái này nó tính cái phần tô đậm này tính bằng xăng decimet. Thì bây giờ mình sẽ xét cái hàm. Thì cái đường này đó là đường parabol, tức là đường bậc hai, nhưng mà cái đỉnh của nó tại góc tọa độ, cho nên là xét hàm số y bằng fx, y bằng fx tức là bằng fx bằng ax bình phương. Thì cái từ cái điểm A này đó là chỗ này là từ từ A sang B là bằng bằng 4, gì thì chỗ này bằng 2. BC là bằng 8, như vậy thì từ cái chỗ góc này lên đây thì chỗ này nó bằng 4. Như vậy rõ ràng là đồ thị này nó đi, đồ thị B này, đồ thị B này nó đi qua cái điểm điểm B có tọa độ là 24. 24. Vậy thì suy ra là 4 bằng A nhân cho 2 bình. Vậy thì suy ra A 1. Vậy thì cái đường này đó nó sẽ là x bình phương. Như vậy thì suy ra diện tích cái phần đính đá tức là diện tích của cái phần tô đậm đó, thì cái đường này y bằng x bình phương nè, đường này trục hoành nè, đúng không? Và chỗ này là trừ 2 đến 2 nè. Vậy thì nó, nhưng mà nó tới hai phần diện tích này, nó ở dưới đây với trên đây, vậy là hai phần tích phân từ trừ 2 đến 2 của cái x bình phương dx, tại vì cái thằng này nó nằm ở trên trục hoành nè, cho nên mình tính tích phân này luôn. Thì lúc này nó sẽ bằng tích phân của x bình phương từ trừ 2 đến 2. Chỗ này mình nhân thêm 2 nữa, thì cái này nó là 32 phần 3 bằng 32 phần 3. Cái này là decimet vuông nha. Thì cái diện tích của cái họa tiết, diện tích của tổng cái họa tiết này bằng là bề này 4, bề này là 8. 4 bằng 8 là nhiêu? 4 bằng 8 là 32. 32. Như vậy thì suy ra là cái phần diện tích của phần không họa tiết, không không đính đá, không đính đá. Không đính đá thì nó bằng 32 trừ cho 32 phần 3 bằng 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 3. Thì cái diện tích của cái phần đính đá là 500, phải không? Nhưng mà cái này mình tính theo sang decimet vuông, mà decimet vuông thì nó bằng chuyển sang mét vuông thì phải nhân thêm 10 mũ trừ 2, phải không? Cho nên là chỗ này á, thì cái nếu mà tính theo decimet vuông thì nó sẽ là có 5.000 một decimet vuông, còn cái này nó là 2.500. Vậy thì tổng số tiền, vậy là số tiền nó sẽ là gì? Số tiền cần cho một cái này nó có 1.000 quả tiết thì mình nhân cho 1.000 trước nè, rồi sau đó là mình nhân cho em lấy cái số tiền 5.000 nhân cho 32 phần 3 cộng cho 2.500. 32 mà trừ cho 32 phần 3 thì nó ra 64 phần 3, đúng không? 2 trừ cho 2.500 nhân cho là cái gì? 64 phần 3 không? Rồi tất cả cái này mình nhân cho 1.000 thì nó ra là cái gì? 1.000 rồi 5.000 nhân cho 32 phần 3 cộng cho
bằng 106 triệu 666.667 đồng, là đáp án A, 106.666.667 đồng. À, như vậy thì chỗ này mình chọn đáp án A. Thì bây giờ tới câu 39 thì mình thì ta có là trong cái tập hợp x này, nó có là tập hợp tất cả các số có 5 chữ số, thì số phần tử của x đó là nó là 90.000 số, đúng không? Hay sao? Là cái số 5 chữ số lớn nhất là 99.999, mình đem trừ cho cái số có 5 chữ số nhỏ nhất, đó là 10.000, đúng không? Thì nó ra cái số này mình cộng thêm một nữa thì nó ra 90.000 số, đúng không? Có 90.000 số gì, thì trong 90.000 này nó là liên tiếp, cho nên là các số mà chia hết cho 4 đó, thì trong đó có, thì cứ cách 4 số thì nó sẽ có một số chia hết cho 4, cho nên mình sẽ lấy số 90.000 này mình chia cho 4, thì nó chiếm 1/4 các số chia hết cho 4, chiếm 1/4, tức là nó sẽ có là 22.500 số mà chia hết cho 4. Và còn lại là cái gì? 90.000 này mình đem trừ cho con số đó thì nó ra là 67.500 số không chia hết cho 4. Không? Vậy thì xác suất để mình lấy ra được hai số mà hai số đó không chia hết cho 4 là sao? Xác suất có ít nhất một số chia hết cho 4. Chia hết cho 4 là bằng 1 trừ cho xác suất của không có số nào chia hết cho 4. Đúng chưa? Thì cái này nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất không có số nào chia hết cho 4, tức là mình lấy hai số trong đây. Tức là C2 của 67.500. Rồi, cái xác suất này thì nó bằng C2 của 67.500 chia cho C2 của 90.000. Thì mình ra được cái xác suất. Tức là mình lấy 1 nè, trừ cho phân số nè. 67.500 C2 chia cho 90.000 C2. Thì con số này bằng 0,437 năm, nó gần bằng 0,44. Đó, cho nên là câu 39 này đó là mình sẽ chọn cái đáp án C.